Em thoải mái đi trời ơi. Rồi. Em bạn nào lại để phụ đi. Rồi. Bây giờ đầu tiên là cho tên đi, tên bệnh nhân 1 đi. Bệnh nhân 2. Bệnh nhân 3. Rồi. Rồi ha. Rồi các bạn, bây giờ tập trung nha. Bây giờ tôi làm cái đầu tiên là cái vùng, tôi làm cái ống cổ tay trước nha các bạn. À, các bạn tập trung chưa? Rồi bây giờ nè, để ý nè, một số có thể đứng ngay sau lưng tôi nè. À, một trong những cái mình điều chỉnh đó là cái focus này, đúng không? Mình có thể đưa cái focus lên nông hoặc xuống sâu, đúng không? Rồi cái thứ hai là cái độ sâu khảo sát. Độ sâu khảo sát thì các bạn nên nhớ rằng là cái nền của cái đường hầm cổ tay là cái xương. Mình coi cái độ sâu như này là ok rồi, đúng không? Rồi cái thứ ba là cái đệm gel. Cái đệm gel thì bạn có thể cho thêm miếng giấy, cho thêm miếng giấy. Đó, này. À, đó. Thì là một cách á là bạn cầm cái đầu giò nó nhẹ nhàng nè, mình dựa lên tay bệnh nhân. Thấy chưa? Và cái mốc để mà coi cái đường hầm cổ tay á là bạn đặt ngay cái nếp gấp cổ tay nè. À, bạn cho cái đầu giò từ từ vô. Thì với cái đầu giò này á, do nó ngắn để mà nó luồn lách các nơi, cho nên là bạn có thể bên này là thuyền, bên đây là đậu, cái mốc bên đây là thuyền, bên đậu thì mình có thể lấy một cái mốc thôi, bên đây là thuyền nè, đúng không? À, bạn để cái tay nhẹ nhàng, đúng không? Nhẹ nhàng. Rồi bạn nhìn xuống phía dưới đó là cái, đây là cái à, đây nè, với cái đầu giò này thì bạn thấy được cái dây chằng ngang cổ tay là cái đường hồi âm kẽm này, và đây là cái dây thần kinh giữa, đúng không? Dây thần kinh giữa nó rất rõ. Bạn muốn cho nó rõ hơn nữa thì bạn cứ nông lên, đúng không? Rồi nông lên đó thì đây là bạn sẽ thấy đó chính là cái hình ảnh dây thần kinh giữa. Rồi mình coi duỗi ngón tay đi em, coi duỗi đi, coi duỗi đi, à coi duỗi đó. Đó bạn thấy không? Bạn thấy rằng là à, mấy cái thằng khác nó xô đẩy, đúng không? Rồi bây giờ cái trường hợp này khoan, rồi bây giờ đừng coi duỗi nữa. À, một trong những cái nữa là bạn để ý đó là cái thần kinh giữa này nó có thể chia hai nhánh và nó có cái động mạch ở giữa, đúng không? Trường hợp này không có, bởi vì nếu có là bạn sẽ thấy được một cái động mạch, cái này nó đi xuống dưới á, là nó sẽ chia hai ra và nó có một cái động mạch nó đập ở đây nè, đúng không? Đây nó không có, mình cẩn thận mình cho tí màu vô, không có ha. Rồi à, cái thần kinh giữa là bình thường á là nó cấu trúc tổ ong như này. Rồi còn bây giờ phân biệt với cái gân cơ á, bạn thấy nè, cái nghiệp pháp này là gọi là đòn phiểu nè. Bạn thấy rằng là cái dây thần kinh nó không có thay đổi mà cái gân nó thay đổi nè, lúc sáng lúc tối nè, thấy chưa? Đó rồi nhiều cái bệnh lý nó nằm trong đây lắm. Ví dụ như bạn thấy rằng là cái bài này tôi nói cái này hơi kỹ là bởi vì nó liên quan đến bài này, mình không có được nói lý thuyết á. Thì ví dụ như ở trong đây á, nó có một cái gân phụ nó nằm ở trong cái đường hầm này nè, thì bạn sẽ thấy rằng là gân cơ thì nó hồi âm dày như này, tự nhiên bạn thấy nó có một cái mảng hồi âm kém nó nằm cạnh này, thì bạn phải nghĩ đó là cái cơ phụ, một cái cơ phụ nằm trong đây. Cái mình cho bệnh nhân co duỗi cái cơ nó đẩy vô trong cái đó, thấy không? Thì lúc đó mình chẩn đoán nó là có cái cơ phụ nó nằm trong đường hầm, nó gây nên cái hội chứng. Hoặc là mình thấy ở đây nó có một cái ganglion cyst á, nên thành ngay đây nè, tức là trước đó bệnh nhân có chấn thương rồi xong đó nó có cái ganglion cyst nó chèn vô, mình chẩn đoán được. Hoặc là bản thân cái này nó có cái schwannoma hoặc là neurofibroma nó chèn ép thì nó cũng đưa đến cái hội chứng đường hầm cổ tay. Nhưng cái này mình hay gặp nhất là phụ nữ tiểu đường, nó gọi là vô căn, tức là người ta bị mà nó mà thì cái này người ta cũng nguyên tắc người ta mổ người ta lấy ra thôi. Rồi như vậy thì ngoài cái thần kinh trụ á, là cái này mình có ngoài cái thần kinh giữa mình có thần kinh trụ nữa, nó có một cái đường hầm gọi là đường hầm Huy Gông.
Vì không thì cũng ngay cái nếp này nè, mình kéo qua phía phía xương đậu nè, thì mình sẽ thấy rằng là đây là cái động mạch trụ. Động mạch trụ mà với cái đầu giò này nó to như vậy đó, động mạch trụ nó nhỏ không quay, thấy chưa? Cái thứ hai nữa là đây là cái xương đậu nè, nó là mốc, thì cạnh cái động mạch trụ á, là đây chính là cái thần kinh trụ, nó nằm ngay cạnh cái xương đậu nè. Bây giờ mình chỉnh cho nó rõ cái thằng này đi. Đó, đây là cái thần kinh trụ nè, đây là cái cấu trúc tổ ong của cái thần kinh trụ, nó nằm ngay đó, đúng không? Rồi mình từ đây nè, mình để nó giữa đầu giò, cái mình xoay dọc nó lại, thì mình đi theo cái dây thần kinh trụ đó, đó nó đó, cái dây đó, cái ống đó đó ha. Đây đó, đó, cái dây thần kinh trụ, thì cái thần kinh trụ này nó cũng có những cái bệnh lý y chang như cái kia, nhưng nhớ là cái thần kinh trụ á là nó nằm ở phía trên cái đường hầm, trên cái dây chằng ngang cổ tay đó. Và như vậy thì nó cũng có cái cơ phụ chèn ép, rồi nó cũng có ganglionxit nó chèn ép, rồi bản thân nó cũng có bị schwannoma, nó cũng có đầy đủ những cái bệnh lý khác đó. Rồi nó có một số cái bệnh lý nó liên quan đến nghề nghiệp nữa, ví dụ như là cái người này mà mấy cái người họ thợ làm bánh mì họ hay đập bột á, họ đập bột như vậy thì một trong những cái bệnh lý nữa là cái động mạch trụ này nè, nó bị giả phình mạch, nó rách cái động mạch trụ ra, nó giả phình mạch. Rồi cái thứ hai nữa là nó bị huyết khối cái động mạch trụ này đó. Như vậy thì cái quan trọng tôi muốn nói với các bạn á là mình hiểu biết về cái bệnh lý nó quan trọng lắm, thì lúc đó mình mới đi tìm được nó, thấy không? Rồi riêng cái thần kinh giữa này đó thì cái tiêu chuẩn á là bạn nhớ trong đầu như thế này nè, thần kinh giữa mình gặp rất là nhiều, 90% là nó bị, cho nên bạn phải nhớ đo diện tích nó, phải không? Cái này mình đo diện tích được không em? Đo diện tích được không? Rồi em dừng lại, cái đo tray đi, em đo dùng đi, đo cho nó đó, mình đi theo cái viền đó, mình tray lăn, đúng rồi lăn đi đó, không cái viền ngoài, đúng rồi, đúng rồi, cái viền hồi âm dày phía ngoài, đúng rồi đó, từ từ thôi. Nhớ là nó có cái luật dưới 8 là rule là out, tức là dưới 8 là chắc chắn không bị, 10 là maybe, 12 là rule in, cái này là 9, đúng không? 9 tức là 9 tức là không nói được gì hết, nhưng mà dưới 8 là chắc chắn không bị. Nhưng mà cái này không bị là bởi nếu mà nó còn cấu trúc tổ ong là nó không có bị, đúng chưa? Rồi bây giờ mà mình sợ nữa thì mình sẽ làm cái động tác này, mình cắt ngang cái thần kinh trụ, nhớ là mình sẽ đi theo nó trên, là mình cắt mà mình để nó giữa đầu giò nè, mình đi lên đó, rồi đi xuống đó, để giữa đầu giò, đó là cái cách để mình đi theo cái sợi dây thần kinh, được chưa? Rồi còn những cái người mà gọi là thần kinh trụ, thần kinh giữa mà nó có hai đầu đó, nó gọi là bifid median đó, thì lúc đó là mình phải đo, tức là thay vì hai cái này thì nó tách ra hai cái sợi thần kinh, thì lúc đó mình phải đo hai cái, mình cộng lại hai cái cộng lại thì cái cut off của nó là 12 mm². Nhớ nha, 8, 10, 12. Rồi đó, cái cách làm là như vậy đó. Rồi một cái nữa mình kiểm tra lại là mình để nè, mình cắt dọc cái dây thần kinh đó, cái dọc cái sợi thần kinh mình cắt dọc á, là nó khác hẳn với cái đầu giò này, là nó khác hẳn với gân cơ. Đây nè, cắt dọc dây thần kinh là những cái ống nè đó, đây là cái dây thần kinh mà dưới là gân cơ, hai cái nó không có giống nhau đâu, nó khác hoàn toàn. Đây cái dây thần kinh phía trên đó, và phía dưới là cái gân cơ, thấy chưa? Cái dây thần kinh đó, cái rồi cái thứ hai nữa là mình cho bệnh nhân là cho bệnh nhân đây nè, không co duỗi thì cái gân cơ nó chuyển động mà cái dây thần kinh thì nó không có chuyển động, đúng không? Rồi bây giờ một cái thần kinh nữa mình nhờ em đau cái chỗ nào? Cái khoang thứ nhất này nó gọi là viêm gân đờ kẹt va,
nó có hai cái gân ở đây và nó có thể viêm, thì mình để đây. Cái này mà những người mà ở nhà mà chồng không có, đây là cái người này bị viêm, vợ làm nhiều quá chồng không làm gì hết là nó bị, mình muốn hết về bắt chồng làm. Hả? Đây, từ từ, cái này tại là mình mới liếc qua thôi, bây giờ để coi nha, bây giờ coi nha. Bạn thấy nha, nó bình thường á, là bạn thấy nó có hai cái gân nè. Đây nè, có hai cái gân. Thì cái gân mà nó ở phía lòng á, cái gân mà nó ở phía lòng á, là thường nó, cái này người ta dùng cái từ là rễ củ sen nè, tức là mình cắt cái củ sen nó có những cái lỗ, bạn thấy 1, 2, 3, 4 cái chân không? Đó là nhiều bó sợi, đúng không? Rồi một cái gân như này thì bạn này bị viêm đúng cái gân này. Cái gân này bình thường, cái gân bên này nó viêm. Nó là một cặp và hai cái đều có thể bị viêm, và có thể bị viêm cái này mà không viêm cái này. Thấy chưa? Đó là bị trường hợp cô này là bị viêm cái này. Và bây giờ mình muốn chắc nữa, mình cho một tí cooler vô. Đó, cho cooler vô, bạn thấy không? Cho cooler vô, bạn thấy nó có gì không? Bạn thấy rằng là cái này chưa rõ gì. Rồi cái mình lưu cái thằng này lại. Rồi bây giờ mình cho vi mạch vô. Tắt cái này đi em. Cho vi mạch vô. Nhẹ tay thôi nha. Đó, bạn thấy nó thằng tia máu ha. Rồi bạn cho cái HD đi, HD vi mạch luôn. Đó, HD. Đó. Rồi bạn thấy từ từ nó rung là nó dễ bị sỏi chuyển động. Từ từ mình để cái tay nó cố định. Đừng nhúc nhích cái tay. Đó, bạn cho cái vi mạch vô là nó rất rõ, nó tăng tươi máu, đúng không? Rồi, bây giờ mình cắt dọc lại. Cái này là được kẹt vai nè. Cái này thì hôm nay tôi không chuẩn bị gì hết. Cái này có thể điều trị tốt được chị. Mình lấy corticoid á, mình tiêm vô cái bao gân này nè. Nhưng mà hôm nay tôi không chuẩn bị gì hết. Đây nè, cái chỗ nó viêm nè bạn. Có một đoạn này thôi, một đoạn này. Rất rõ, thấy không? Cái bao gân nó sưng phù lên. Cái cách đó là mình chích corticoid vô cái khoang này nè, mình bơm lên. Tức là em hình dung là hai cái lớp ba vỏ ba hai cái màng hoặc dịch đó nó sưng dày lên. Bây giờ mình tiêm vô giữa nó thôi, nha. Đó. Rồi bây giờ mình cho cái vi mạch ra. Đó, đấy nó tăng lên máu. Không có tiêm vô gân, tiêm vô cái bao hoạt dịch đó, Nếu mà nó có lớp dịch đó, thì mình tiêm vô cái lớp dịch đó, hoặc là mình nếu dịch nhiều á là mình rút bớt dịch ra, rồi cái mình tiêm vô cái gân đó, cái bao hoạt dịch đó, nhớ nha. Hoặc là ví dụ như cô này có bị rõ quá rồi, ví dụ như cái hội chứng đường hầm này nè, là mình có thể điều trị được. Bằng cách là nhớ là cẩn thận những cái mạch máu bao quanh đó nha. Đó, mình coi thì coi có mạch máu không, thấy chưa? Rồi sau đó là nếu không á, là mình sẽ làm như thế nào? Mình, đây nè, mình lấy cái kim nè. Mình dưới hướng dẫn sư ông nhớ đây có mạch máu nè, thấy không? Mình đi như này, đi xéo này, đâm xuyên. Có thể đâm xuyên gân được, không vấn đề gì. Mình vô cái ngay phía dưới của cái thần kinh này nè, vô cái khoang này nè, cái mình bơm. Mình bơm cái corticoid vô đây, hoặc là mình đi từ bên này qua, đi bên nào qua cũng được hết. Hồi nãy giờ ngủ mất tiêu mà. Thôi không có nói nữa. Về mở bài ra em, có bài nha. Cái bài nói kỹ lắm. Rồi ha. Rồi cái bây giờ mình giả sử mình coi luôn cái thần kinh trụ này được không? Được ha. À đâu có làm sao đâu ha. Cái bàn này nó hơi cao. Chị ngồi xích vô một chút được không? Cứ làm bình thường thôi chứ. Hơi xích vô một chút. Rồi bây giờ chị ngồi xích vô ôm luôn cái bàn luôn chị, cho nó dễ làm. Rồi bây giờ cái thần kinh trụ á là bây giờ mình coi một trong những cái là coi cái thằng này á thì mình nó hơi sâu, mình dùng cái đầu dò này. Và mình tiếp cận cái đầu xa của cái gần dị đầu á,
Tiếp cận cái đầu xa cái gì đầu. Đó, bây giờ mình điều chỉnh cái này tối ưu trước nha. Tăng cái ghê nè. Đây nè, bạn thấy cái đường đây nha mấy bạn, tập trung nè, mình không còn nhiều thời gian đâu. Đây là cái cơ cánh tay, cơ cánh tay nó nằm sâu, cái này là cái gân nhị đầu đúng không? Thì mình sẽ như thế này, mình đây là mình xoay cái tay, chỉnh cái tay bệnh nhân nè, đó, rồi cái mình hơi ép cái đầu xa này nè, thì mình thấy đây nè, cái gân đó, cái gân nhị đầu nó đi xuống, thấy chưa? Đó, gân nhị đầu đi xuống đây, đó. Ở đây tất nhiên là trường hợp bình thường chứ nó không phải là bất thường, thấy chưa? Rồi bây giờ một cái nữa là mình tiếp cận từ phía trong này, đó, mình hình dung, à, thấy cái đường là mờ đó không? À, rồi bây giờ mình tiếp cận từ phía ngoài, phía ngoài để lên tay như này em, cái này là à, thực ra thì mấy bạn cần được cái đường tiếp cận phía trước là nó cũng tương đối dễ hình dung ha. Rồi đường tiếp cận phía ngoài. Cái mốc là bạn lấy cái chòm xương qua đây, bạn thấy cái đường này nè, bạn có thể dùng tí màu vô để coi cái động mạch nó chạy cạnh nó, cho tí màu vô đi, cho tí màu vô đi. Đó, cái động mạch nó chạy ngay cạnh đó, thấy không? Lưu cái này lại, hình dung không? Đó, rồi bây giờ bạn xoay, con xoay cái đằng này nè, đó, đó bạn xoay, rồi bình thường nó không có vấn đề gì đâu, thấy không? Đó, rồi đừng có xoay đâu bạn, đó là tiếp cận phía ngoài, còn bây giờ mình tiếp cận cái đưa cánh tay lên, bạn xoay vẫn như này nè, đó tiếp cận, mình có cái xương trụ bây giờ này mình nâng cái đằng này lên nè, tại vì bằng hình dung đó, mình hai cái xương nè, đây nè, đó, rồi cái mình xoay không, thấy nó rõ không? Đó, thấy nó rõ không? Tức là cái đó, cái này là bằng hình dung cái đầu xa của nó đó, đây nè, đây nè. Đó. Cái đầu xa cái gì đâu, đó nó bám vào cái này rất là ngon lành, thấy không? Lưu video lại em, lưu video lại hàng, nó ngồi nó bất động luôn, đứng bất động luôn, lưu video coi đó, hình dung không? Đó bây giờ rồi ghi cái hình này lại coi, free lấy cái hình này đó, nó bám rất rõ, thấy không? Rất rõ, thì ra là rồi. Nhưng mà bây giờ cố gắng mình làm cái đường hầm trụ bạn này cái gì đã không? Nó phải hơi oblique như này nè. Đó, tại vì đây là cái lồi cầu trong, đây là cái mõm mõm quạ, à cái mõm mõm khuỷu. Đó. Thì cái này mình dùng cái này xứng hơn, cái nào nông thì mình dùng cái đầu giò này, cái nào sâu thì mình dùng đầu giò kia. Rồi ra hai cái đầu giò này không có thiếu được cái đầu nào hết á, là mình phải có hết. Rồi bây giờ mình cắt ngang. Cái dây thần kinh mà nhìn trên này nó rõ lắm. Đây. À, cái này nó phải theo cái tư thế này nha, duỗi ra đóng lại đây, từ từ, đây
một bên à, một bên 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 này á là cái olecranon, mà bên này á là cái lồ cầu trong, cái phía phía này nè là cái lồ cầu trong, dùng hay chưa? Đó, mình đi vô cái đường hầm này đây, cái đường hầm này. Như vậy là cái đây là cái dây thần kinh à, dây thần kinh à, kinh trụ, đúng không? Đây là kinh trụ. Rồi cái mình duỗi cái tay này ra, nó co lại, từ từ em co lại, nó không có chạy lên trên, nó chạy lên trên mà vượt lên qua, không? Nó không có chạy lên trên vượt qua, đó, như vậy là không có vấn đề gì. Rồi bây giờ mình để như này, đó, cái này mình làm hơi khó nè, cắt dọc cái dây thần kinh trụ. Từ đó mình thấy cái cấu trúc cái, nhớ là lâm sàng là người ta phải có triệu chứng nha, chứ còn không có triệu chứng đừng có chồng nắng lung tung lưu video là cái này đó, cái đó là cái dây thần kinh trụ, hình dung ra chưa? Đây là lát cắt ngang rồi đó, rồi sau cái mình xoay vuông góc lại để lấy cái lát cắt dọc của cái dây thần kinh trụ đó. Bình thường là trên một cái đoạn ngắn là nó không có thay đổi kích thước, thấy chưa? Nó cấu trúc ống, cái nào mà nó ấy nó mất thì phải bị. Rồi à, như vậy là nói sơ qua như vậy, thì bây giờ tôi bắt đầu nói một chút về cái kỹ thuật cơ bản để mấy bạn lưu ý là mình phải đúng ngay từ đầu. Tôi nhắc lại nha, như vậy thì cái cách cầm đầu giòn là nó rất quan trọng, và cái đệm gieo rất sức quan trọng. Bạn đừng có tiếc gieo, nhưng mà gieo mà gieo tầm bậy là mình không có làm cái lớp gieo này được đâu. Cái gieo mà đổ vô nó tự lưa là không được. Rồi cái thứ hai là bạn cầm đầu giò nhẹ nhàng bằng hai tay, rồi mình dùng như tôi nè, tôi hay dùng mấy cái ngón này tôi để nè, thấy chưa? Rồi đâu rồi đó, và cái đệm gieo nó khá dày, nó giúp mình khảo sát. Rồi cái độ sâu khảo sát bạn thấy không, bạn coi nó vừa đủ thôi chứ không phải đó. Rồi những cái dây chằn và gân cơ thì cố gắng mình song song vào đầu giò. Và bạn thấy nè, cái lớp thượng bì, lớp bì và lớp dưới da nó rõ lắm, bạn coi được hết nha. Và một cái tổn thương bạn phải coi nó xuất phát từ cái lớp nào đó, cái cách làm như vậy. Rồi bây giờ bạn muốn làm về cái gì, muốn kỳ này mấy bạn muốn làm về, như vậy là khớp à, về cái khớp khuỷu thì mình còn cái vùng olecranon này mình chưa coi nè, cái lồ cầu trong lồ cầu ngoài mình chưa coi nè. Bây giờ mình sẽ coi cái lồ cầu trong lồ cầu ngoài. Lồ cầu trong thì đơn giản thôi, lồ cầu ngoài thì đơn giản thôi. Bạn đặt cái đầu giò ngay cái vùng này đó, bạn thấy rằng là à, nó bám vô cái điểm bám của nó là chị có đau không chị? Đó, đây đó, đây là những cái gân cơ nó bám vào đây. Thì những trường hợp nó viêm á, thì cái này nó phồng lên, nó giảm hồi âm và nó tăng tới máu đó, thì cái này nó không có tăng tới máu. Cái thang này mình đang để 2.5 cm dây nè, nó không có tăng tới máu, đúng không? Còn trên hình thì nó viêm thì nó tăng tới máu rất là rõ, đúng không? Đó. Rồi thì với cái này thì để tôi kiểm tra và tôi so sánh hai cái đầu giò luôn cho các bạn. Đấy, cái lồ cầu trong là đây nè, cái điểm bám của gân cơ đâu à. Thì trên thực tế mình làm thì rất là khỏe các bạn. Hỏi bệnh nhân, cô ơi chú ơi đau chỗ nào, là người ta chỉ cái chỗ đau, cái mình cái đầu giò vô đó là đúng luôn, không có trật đường nào hết. Người ta đau người ta mới tốn tiền đi khám mình, chứ người ta không đau người ta đi khám làm gì, được chưa? Rồi cái cùi chỏ thì cái tư thế kia khó lắm. Nhiều khi mình để như này mình làm luôn nè, mình kê hơi kê lên một chút rồi cái mình đầu giò luôn như này nè. Chứ còn cái tư thế này nó nhiều khi người ta làm không được đâu. Cái tư thế đó có một số người họ chấp nhận cho mình làm, cho một số là mình phải ấy. Thì nhớ là cái này á, là nó dễ bị khi tự mất định hướng khi nó ra cái mỏm khuỷu này nè. Đó, mình thấy rằng là nó viêm thì nó hay viêm từ cái đầu tận này nè. Đó, cái điểm bám này nè là nó hay bị viêm.
Cho nên rằng là bạn nhớ là bạn phải đến đây để đón cái đầu dò nó lăn này. Chứ bạn để như này á, là cái hiện tượng mất định hướng dễ giống như là viêm vậy đó. Thấy chưa? Rồi, bây giờ mình chuyển qua cái đầu dò này. Đó, bình thường nó có một cái bao hoạt dịch ngay cạnh cái đó, đúng không? Còn nếu mà ấy thì khi mà nó viêm là nó, bạn thấy là cùi chỏ nó lên một cục rất là rõ. Và nhiều trường hợp là mình sẽ, không, mình làm cái này đi, làm cái này ha, để chị đỡ đau. Cái tay tôi nó từ lưa rồi, tay nó nhiều reo quá. Em đổi qua cái đầu dò này chưa? À, rồi, ha. Thì mình sẽ thấy cái điếp này. À, bạn thấy nó chi tiết hơn nhiều chưa? Bạn thấy nó chi tiết hơn nhiều chưa? Đó, những cái sợi của cái gân cơ nó rất là rõ, đúng không? Nó rất là rõ. Đấy nhá. Cái chi tiết hơn rất là nhiều. Đó, thì nhưng những cái nằm sâu thì mình vẫn cần hơn, thấy chưa? Còn cái nếp gấp của cái bao hoạt dịch đây là mình thấy được đây nè, rất rõ. Vấn đề đó, cái gân cơ mình nhìn thấy trên cái đầu dò này mình thấy chi tiết hơn rất là nhiều. Còn cái kia mình thấy nó kém kém này thôi chứ không có rõ bằng cái đầu dò này. Đó. Rồi. Mấy bạn muốn gì? Có hai bệnh nữa hả? Cho bệnh lên. Rồi, cảm ơn chị. À. Bị cái viêm cái gân này đợt kẹp qua. Về cái bệnh em muốn hết thì không có đem thuốc đi làm cho chị được. Chứ đúng là cái này tôi có thể điều trị luôn, có thể chích cho được. Nhưng mà kỳ sau phải chuẩn bị trước. Cái thứ hai nữa là bây giờ trước mắt để cho nó hết á, thì bây giờ tối nay về đừng có làm nhé. Nói chồng làm. Không có chồng làm gì con. Rồi đâu? Bệnh nhân còn không mấy em? À, bây giờ là chị dùng kháng viêm. Dùng kháng viêm không còn tiêu ý. Nhưng uống nó đau hoa tử. Chị mua cái loại gel đi, bôi. Cái loại để mà nó bớt vận động á, cố định lại. Rồi mua ba cái đồ người ta cố định. Cái giống như mấy người đi chơi tennis ý gì đó. Cái thùng nó cố định lại, bớt hoạt động đi, bớt phân bê, để con nó bực. Cái tiếp theo là cấp gối. Đúng rồi, cho cấp gối lên, đúng rồi. Nằm, bệnh nhân nằm đây, bệnh nhân nằm giường, hoặc là ngồi cũng được, ngồi bị gì? Bây giờ thực ra là cái đó bệnh nhân nằm á, nằm trên giường á, không nằm đấy được mà. Không sao, mình đứng làm mà, sao? Mình không còn nhiều thời gian đâu, nằm đây luôn. Mấy đứa cẩn thận nè, bây giờ làm sao cái máng này nó phải có cái máng riêng nè. Có cái máng riêng mà kỹ sư cất đi đâu rồi anh? Phải có cái máng riêng á, nó tuột á. Có tuột á, máng riêng nó tuột á. Sao đi chị, đau? Đau có gối, chắc xin phép chị. Mình không gối được, để tôi gối cái này. Chân mình được gối chứ mình không được gối. Dạ. Rồi. Nằm đi cũng được, nằm đi. Ngồi hả? Đau chỗ nào? Đi nó đau kêu. Cái là đau kêu. Chị năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Đổi bệnh nhân khác. Con 39. 39 rồi. Cao bao nhiêu, nặng bao nhiêu? Chưa có dư ký mà. Rồi. Nè mấy bạn, cái khớp gối thì nó đơn giản nhiều. Bạn thấy rằng là đây là cái gân cơ tứ đầu đùi. Rồi đây là cái xương bánh chè. Đó, cái người nào mà bị vợ bắt quỳ nhiều á, là mình phải kiểm tra kỹ cái bao hoạt dịch trước bánh chè. Bao hoạt dịch này nó sưng lên, nó tràn dịch, đúng không? Đó là cái bệnh lý bị vợ bắt quỳ.
nhưng mà ngô này không có vị bát quỳ. Rồi về lý thứ hai là nó viêm cái điểm bấm gân nè, không, nó không bị. Rồi cái thứ ba là nó tràn dịch, bao hoạt dịch trên bánh chè. Thì cái bao hoạt dịch đâu? Bạn thấy đây là cái gân tứ đầu đùi, đây là cái lớp mỡ, đây là lớp mỡ cạnh cái xương. Cái xương, mình có cái xương đùi nè, cái xương đùi nè. Bạn này, chỗ này nó nhiều mỡ là từ đây đến đây lớp mỡ nè. Thì bình thường nó có một chút dịch, chút xíu dịch đây thôi. Đây là cái xuất dịch bình thường ở cái bao dịch trên bánh chè. Đó là lớp dịch bình thường á. Còn khi mà bạn thấy cái hình siêu âm của tôi nó dịch không là bởi vì nó ép cái lớp mỡ ra nó tràn dịch. Đây là bình thường, như vậy là không có tràn dịch bao dịch trên bánh chè, không có viêm cái gân cơ tứ đầu đùi, không có bị vợ bắt quỷ. Ở cô này là đàn bà mà sao quỷ, đúng không? Đó, thì có đàn ông với quỷ thôi. Đó, rồi cái chỗ mà viêm gọi là cái người mà lau nhà đó, ngày xưa đó là quỳ xuống để lau nhà đó, thì nó sẽ bị viêm cái chỗ này nè, viêm chỗ này. Thì bây giờ là không ai làm cái hình như này hết á, mình phải làm như này nè. Đó, thấy chưa? Đó, mình phóng to cái hình này lên, mình tăng cái gan lên, đó, thì mình sẽ bị cái viêm ở đây, thấy chưa? Hoặc là nó tràn dịch cái bao dịch dưới đây, nó có cái bao dịch nè. Rồi, và bây giờ hoặc là nó tràn dịch cái bao dịch phía trước cái gân bánh chè nè. Hoặc là đây nó cũng có một cái bao dịch này, nó viêm nè, thấy chưa? Rồi cái đầu dưới của cái gân bánh chè nó bám vô xương chày như này là hoàn toàn bình thường nè. Viêm là hồi âm kém, mất cấu trúc sợi, này không có viêm, thấy chưa? Rồi, nếu mà cái cô này là 13, 14 tuổi chạy nhảy nhiều thì mình thấy những cái sụn này nó bong ra, nó gọi là osteoclaster. Thì đó, cái đó người ta cũng chườm nóng, giảm đau, chườm nóng vài bữa là nó hết. Đó là cái bệnh của tuổi thiếu niên, thấy chưa? Rồi, cô này không có bị gì hết về phía trước này. Rồi, vậy đây phía dưới cái dây chằng bánh chè, đây là cái khoang mỡ, đúng không? Đó, rồi cái mình đi ra, mình có té ngã có gì không em? Dạ. Không có gì hết à, nó đau vậy thôi hả? Đau 11 năm rồi đấy, nó đau trước kia nó sưng bên này. Với này hôm nay đỡ, mà đây nó đi, không đi là nó kêu, nó đau, có bị... Kêu luôn hả? Dữ vậy? Kêu, bị thoái hóa đây. Ồ, thoái hóa hả? Bây giờ con có thoái hóa không nha? Thoái hóa thì nó giống như trên X-quang, nó sẽ có gai xương. Gai xương rồi khe khớp nó hẹp lại. Cái sụn chêm nó lồi ra ngoài. Đúng không? Mình coi có không? Có em đau hả? À, đây là cái đầu dưới xương đùi. Cái đây là đầu trên xương chày. À, và cái này theo tôi là không có gai. Không có gai, cái này phía trong ha, đây là xương chêm trong. Để coi nó thì mình có thể giảm bớt cái tần số đầu dò xuống để mình thấy rõ hơn. Em nhớ nha, mấy bạn nhớ điều chỉnh máy nha, đó. Tăng ở độ sâu nè. À, giảm cái gai này chút nè, chỉnh cái focus xuống nè. Đó, rồi giảm bớt cái tần số xuống nó xuyên thấu đó. Rồi ha. À, và cái sụn này á mình coi từ phía sau nó rõ lắm á, tí nào mình coi. Cái này theo tôi là không có gì hết á. Rồi, bây giờ vấn đề là siêu âm mình không có thể chẩn đoán được hết mọi thứ, nhưng mà bây giờ cái gì mình nói có không không, đúng không? Thấy được thì nói. Cái này xuống chiêm ngoài. Cái cô này để tôi coi có bị hội chứng dạ dày chày không? Chứng dạ dày chày. Không, hội chứng dạ dày chày á nè, đây là cái dạ dày chày nè, nó chạy nè, nó sẽ cạ vô cái lồi cầu ngoài nè, nó tràn dịch đây nè, đây không có bị. Rồi bây giờ em nằm sấp xuống luôn, cái này mình tập trung hết vào cái chân bên này, nằm sấp luôn. Rồi người ta đang đau, đúng rồi, cái chân này nha, là đúng rồi đó em, chịu khó chút nha. Rồi được rồi. Rồi cái xin phép em cái chân, rồi được rồi em. Rồi cái sụn chêm á, mà nếu mà bạn nào mà làm cộng hưởng từ đó thì bạn thấy là cái sụn chêm nó hay bị tổn thương á, là cái sừng sau của nó đó, là cái sừng sau nó hay bị lắm, hay bị rách cái sừng sau á. Đây mình coi cái sừng sau đây.
Dạ cái này đó. Nhớ là mình không có dùng cái đầu dò kia đâu nha, cái đầu dò này mới coi sâu được. Đó, đây là cái hình ảnh của cái xương chêm. Đây, không có đứt ha, không có đứt xương chêm. Để cái xương chêm, đây cái cartilage nè, cái sụng khớp, cái sụng của đầu xương á là cái thằng này ha. Rồi giờ đó là xương chêm trong, ở đây là cái xương chêm ngoài. Bên ngoài này có gì không ta? Nhớ nha, cái này là nhận giả đó, nó không có rách đâu. Rách xung trên là nó rách vô như này nè. Còn cái này là những cái cấu trúc ngay cạnh đó thôi. Không có. Rách trong thông thường là rách vô như này nè. Đây nè, xung trên bình thường, không có gì hết nha. Trên này không có gì đặc biệt hết. Rồi, bây giờ mình kiểm tra coi. Nếu mà nó thoái hóa thì nó hay kèm cái dụng nang bì cơ lắm. Giờ coi nang bì cơ thì coi có không nha. Nang bì cơ là về lâm sàng mình thấy nó nổi lên cục rồi đó. Giờ mình thấy hết trơn ha. Rồi à, cái cơ vùng chân trong và cái bán màng. Sao mình biết vùng chân trong? Vùng chân trong là cái thằng này là vùng chân trong, cái thằng này vùng chân ngoài. Đó. Rồi nếu có cái nang bi cơ là nó nằm ngay đây nè, nó hình thành cái nang ngay đây, có gì hết trơn. Rồi kiểm tra coi có bị huyết khối mấy cái tịnh mạch không. Đây là cái tịnh mạch hiện bé nè, à, đây là tịnh mạch khoeo nè, đây là động mạch khoeo nè, mình đè nó xẹp lép như cái chép này là coi như không có gì hết trơn, không có huyết khối. Thấy chưa? Rồi tóm lại là chưa thấy gì đặc biệt. Bây giờ còn kiểm tra gì cô này nữa? Hả? Dây chằng chéo trước chéo sau cực kỳ khó. À, cái này là cái câu chuyện của cái cầu hoàng từ. Bạn đừng có lấy cái này để mà chẩn đoán nó. Bạn nói đúng không ai khen, mà bạn nói trật thì người ta đem bạn ra bạn xử nha. Ổn thôi chứ cái này không coi được. Bây giờ mình coi thêm cái sụn mình coi được chị. Mình nằm ngửa lại đi chị. Coi cái sụn của cái đầu xương á, thì nếu mà nó bị thoái hóa, nó bị hư, không nè, như này mình gặp cái chân này luôn chị, coi cái sụn đầu xương thì lại cái tư thế nó lại như này. Đó, nó mỏng sụn đầu xương người ta cũng đau. Thì bây giờ mình coi, mình đặt cái đầu dò như này. Đó, bạn thấy không, thấy không, thấy cái sụn này không? Đó, thấy rõ không? Này đẹp như mơ mà. Thấy chưa? Rồi như vậy là bởi vì á là bạn nên nhớ rằng là khi mà nó thoái hóa khớp á thì cái phần trong á nó bị trước thì nó sẽ mọc gai, nó mỏng cái sụn đầu xương á, mỏng cái cartilage. Cho nên khi mình đặt như này đó, mình thấy bên này nó sẽ mỏng hơn hẳn so với bên này. Đó, rồi thành ra là tôi hoàn toàn về mặt tôi thì tôi không thấy một cái dấu hiệu gì thoái hóa khớp trong trường hợp này. Còn đau tại sao đau tôi không giải thích được. Được chưa? Viêm màng hoặc dịch thì bình thường cái màng hoặc dịch nó mỏng đến mức em gần như không đo được luôn. Thấy chưa? Còn những cái trường hợp em đo được 1-2 mm là nó đã dày màng hoặc dịch rồi. Nó mày gì nọ, còn nó mỏng te luôn mà, mấy em thấy một cái đường mỏng te luôn mà, thấy chưa? Đó, còn cái này là, xin lỗi nha, tôi gán tôi đi tìm, mà không thấy gì hết trơn, nha. Ờ, thế bây giờ mình cách, và tại cô này cũng không có dư ký, cô này là 1m50 mà 40 mấy ký, đâu có dư ký đâu, thấy chưa? Và mình thấy thì nói thấy, chứ đừng có chẩn đoán là không thấy, mình nói tầm bậy là không được, tôi không thấy gì hết, nha. Rồi, cảm ơn em. Mình xong chương trình với thầy, còn một người nữa thì cô có cất bệnh nhân vào nhưng mà muốn làm riêng mình kết thúc luôn. Có chưa, còn ai nữa? Rồi ha. Rồi bây giờ thầy muốn làm gì? Còn ai nữa? Kết thúc luôn hả? Dạ. Ok, rồi xong.
À, thôi thì anh Quân ảnh mệt ảnh về nghỉ trước rồi, cho nên thôi tôi thì thay mặt ban tổ chức là xin bế mạc cái buổi họp. Rồi bây giờ trước khi bế mạc, các bạn có muốn nói gì không, có muốn nhắn gửi gì hay không, hay là có ý kiến phàn nàn gì hay không, cho các bạn nói trước khi mình kết thúc. Rồi, có bạn nào nói không? Dạ thưa thầy, em đại diện cho anh chị em bác sĩ ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa cùng các anh chị đồng nghiệp tham gia buổi hội thảo hôm nay. Xin gửi lời cảm ơn đến thầy Nguyễn Quang Trọng, thầy Nguyễn Phước Bảo Quân cùng tập thể anh chị em công ty Philip Hoàng Châu đã hỗ trợ, tài trợ cho cái buổi hội thảo hôm nay. Em cũng mong muốn là trong thời gian tới tiếp tục được thầy và công ty Hoàng Châu Philip ra tổ chức nhiều buổi hội thảo hơn câu cho chú bạn, em ạ. Bạn này nói một câu cực kỳ hay. Thì tôi cũng rất là nói thật với các bạn. Thì nếu mà không có công ty tài trợ thì tôi cũng không đi dạy được cho các bạn như thế này. Đó, thành ra là tôi cũng có gửi lời cảm ơn đến công ty. Và cái lời nhắn gửi kế tiếp thì nếu mà công ty có lòng thì sẽ tiếp tục tổ chức những cái khóa hữu ích như thế này. Thì người ta có lòng, mình có ruột, sẵn sàng. Rồi cảm ơn các bạn rất là nhiều đã đến tham gia cái buổi học ngày hôm nay.